Ê, đi đâu vậy? Tôi đi giật số cho anh. Không đi có được không? Không đi anh có kiếm con cho tôi không? Thằng khờ. Mời các em vào vị trí. Sau đây là phần xổ số của công ty trách nhiệm hữu hạn 24 giờ. Bắt đầu quay số. Sao đi cả buổi trời chúng giải tám vậy? Có 1,2 triệu hả?